Vâng, em chào các anh. Đây em tiếp tục, đây có một cái con loa, cặp loa tép của Yamaha hàng Nhật nhé, cho những bác nào mà đang đang hỏi em tép của Yamaha nhé. Đây con tép này thì là tép đom rất là chất. Đấy. Còn lưới nước cũng đầy đủ hết này. Đấy, hàng tháo thùng loa của Nhật nhé. Đấy. Những con này tép, những con này thì để mà về mà mình lên thùng mình ghép vào nghe loa nghe nhạc thì rất là hay. Hoặc các bác nào mà đang có những cặp Yamaha mà nó bị cháy tép thì thay con tép này vào luôn là ngon luôn này. Đấy. Cái tép của các bác bây giờ nếu mà đi cuốn lại nó mới rơi khoảng tầm 300 350 rồi nếu mà nó cháy. Đấy. Trong khi là về mình có những con tép zin này, tép này tép zin nha, có nhiều bác hỏi là em là cái tép này thì còn zin hay không nhé. Đấy, thì là em cũng xin nói luôn là tất cả cái tép này là bên em về có sai bán vậy luôn, chứ em cũng cũng không có thời gian đâu mà đi sửa chữa cả. Vì các bác hiểu như này cho nó đơn giản này. Và cái tép này bây giờ để mà đi cuốn lại bây giờ người ta cũng phải tính khoảng 200-300 gì đấy, tầm tầm đó. À, xong còn cái công đi lên đi về mất thêm khoảng trăm nữa là 450 rồi, đúng không ạ? Mà cái tép này em, các bác cũng biết em bán bao nhiêu không? Em bán có 700 đôi tép này. Thế bây giờ tự nhiên em đi em làm hai cái tép này hết 800 900 xong em bán 700 nghìn thì em bị điên không, đúng không ạ? Đấy, em cũng xin đấy, nó cách đơn giản như vậy. Đấy, thì cũng xin nói luôn rằng là tất cả cái tép này là em hàng nó về nguyên bản nhé, tép của Yamaha, mã của này là GA0525. Nếu nhớ không nhầm thì đây là của một cái dòng loa monitor của Yamaha đấy, GA0525. Ngày xưa nhà em thi thoảng hay hay về cái dòng kiểm âm monitor thì bên em có hay tháo tháo ra để ví dụ như ở trong thùng loa nó có bị dị vật gì hay là cái gì đấy thì mình kiểm tra nó có thì mình bỏ ra. Đấy, vì là hàng nó qua sử dụng rồi mà nhiều khi mà cái việc mà trẻ con ở bên đấy nó thả các dị vật vào đấy nó có. Đấy. Nên là bên em vẫn hay tháo ra. Đấy, để xem. Đấy. Đấy. Và em để ý là cái mã này hình như là mã của bọn monitor gì đấy, nếu em nhớ không nhầm. Thì con Yamaha, cặp tép Yamaha này thì bây giờ em cũng chưa biết nó sống chết như nào đâu. Thì thực ra là thực tế là bây giờ em mới cho dây và em tí em mới test cho các bác này này. Đấy. Nếu mà nó sống thì là 700, mà nó mà chẳng may nó tèo con nào đấy thì em bán rẻ luôn. Đấy. Thì con tép này nha thì nó là đi 8,5 cm là cái chiều ngang của cái tép này. Chiều chéo của tép nó đi 10,5. Đường chéo lỗ ốc của nó là đi 9. Đấy, đường chéo lỗ ốc là 9 nhá. Đấy. Từ của tép cũng rất là to luôn. Đấy. Đấy, từ tận gần 7, 6,5 cm nhá. Từ rất là to, các bác thấy không? Từ to kinh luôn. Và dày nhá. Từ rất là dày. Đấy, tận 2,5 cm, từ cực kỳ dày luôn. Riêng bọn Yamaha nó làm từ của nó nhìn rất là chất lượng, đẹp, chất lượng. Phải nói là như vậy. À, thì bây giờ em sẽ bắt đầu em mở nhạc em thử cái tép nhé. Này. Thì bây giờ em sẽ đẩy cái bát về này để giảm thiểu tối đa cái giải bát. Bởi vì là bây giờ bên em đang không đấu có phân tần mà. Đấy, nên em sẽ mở nhỏ nhỏ nhé. Về các bác lên đấu có phân tần nhé, em ở đây em chưa đấu phân tần đâu. Đấy. Tép này, các bác nghe tiếng tép nó sướng không? Đấy, thì đây là cái tép thứ nhất này. Đấy, đã qua được một kiếp nạn. Còn một kiếp nạn nữa ở đây. Một là bán được 700k, hai là hơi run. Ok. Em đã có bán được với giá 700k. Đấy. Đấy, tép các bác thấy này. Hai con tép bên bình thường nhá.
Đấy, cái tép này thì nó rất là vip rồi. Đấy. Những cái loa kiểm bấm mùa ở Yamaha thì không hề rẻ đúng không? Từ khoảng 5-6 triệu đổ lên. Đấy mà bây giờ bỏ 700 nghìn ra để có được một cái loa tép kiểm bấm của cái dòng loa kiểm bấm thì quá tuyệt vời đúng không? Đấy nhá, 700k đôi tép này. Bác nào mà đang có nhu cầu mua thì alo em nhá. 700k một đôi tép xịn của Nhật, của Yamaha. Bỏ ra rất đáng đồng tiền hơn rất nhiều so với cả đi mua 500-600 nghìn một cái đôi loa tép của Trung Quốc đúng không? Đấy. Mình lấy các cái tép này nó chất lượng rất là nhiều đúng không? Hoặc là bác nào mà đang có tép cháy mà mang cái loa tép này về thay thì tuyệt vời đúng không? Đấy, được loa vẫn là được loa zin, loa xịn. Đấy, nó còn loa chất lượng nữa. Đấy. Mà chi phí bỏ ra thì cũng chỉ bằng chi phí đi gọi là đi cuốn lại cái đôi tép của mình thôi. Đấy. Quá là ok luôn đúng không? Mua hẳn đôi tép mới về lắp vào luôn cho nó sướng. Tội gì đúng không ạ? Đấy nhá, thì là đôi tép này Yamaha có mã là con GA0525 này em bán với giá là 700k. Bác nào đang có nhu cầu mua cái đôi tép này thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0979891682 hoặc là 0966594581 giúp em nhé. Tất cả cái này là bên em ship toàn quốc nha, và có cọc. Còn bác nào mà đã mua hàng em nhiều rồi, tin tưởng rồi thì thường các bác chuyển khoản hết luôn chứ cũng ít khi phải cọc tiền đó. Đấy, còn tại sao phải cọc thì để tránh bom hàng luôn, để hai bên nó có cái sự gọi là trách nhiệm với nhau trong quá trình giao nhận hàng hóa thôi. Đấy. Còn ở đây thì bên em thì xây dựng cái kênh nó bao nhiêu năm nay rồi, bao nhiêu công sức em bỏ ra, em không vì vài trăm nghìn mà em đi em bùng của các bác làm gì để cho em phá hoại cái uy tín của cửa hàng, và em đi mất công xây dựng cái kênh bán hàng chỉ để lấy của các bác 100-200 nghìn làm gì cả đâu. Đấy, nó thể thẳng để cho nó dễ. Nếu còn bác nào mà chưa tin tưởng thì cứ theo dõi kênh thêm, khi nào mà cảm thấy tin tưởng được, mua được thì báo, thì lúc đấy anh em mình giao dịch tiếp. Còn đây là bên em ship hàng là có cọc, ship toàn quốc. Đấy, hoặc là chuyển khoản hết, hoặc là có cọc, thì tùy các bác lựa chọn. Đấy, cặp Yamaha này giá là 700k nhé. Em xin chào các bác. Và bác nào đặt hàng vui lòng liên hệ 0966 594581 0979 891682 nhé. Xin chào mọi người ạ.